Kính bạch thượng tọa Thích Thiện Tài cùng quý vị Phật tử, cô chú bác, hiện không con đã nhiều lần nghe thầy giảng và thầy thường nhắc Đức Thế Tôn ở trong vô lượng kiếp đã làm người đại thí chủ, bố thí cúng dường giúp khắp các người nghèo khó, và nhờ sự phát tâm bồ đề hạnh bồ tát viên mãn thành tựu chánh đẳng chánh giác. Hiện không con cũng được đọc kinh Tăng Nhất A Hàm. Nếu có người hiện đời chưa được phước báo, dư giả hoặc còn nghèo, không có của cải bố thí, thì khi thấy người khác bố thí nên khởi tâm tùy hỷ vui vì việc lành của người khác. Phước báo của người tùy hỷ ngang với phước báo của người bố thí không khác. Ấy là việc rất dễ làm. Vì lẽ đó, con thấy mình cơ may được thân người, gia đình, vợ chồng, con cái thượng hòa, được quy y Tam Bảo, học chánh pháp Như Lai, hạnh phúc lại đến với Thiện Thông là được thầy và quý Phật tử động viên tinh thần và cho con đóng góp chút công sức nhỏ nhoi trong công việc thiện nguyện. Kinh Nhân Quả Phật có dạy rằng: này thiện nam tử, dầu cho những kẻ bần cùng trong thiên hạ đi nữa, đâu phải họ không có cái thân, nếu họ không có vật chi bố thí thì mỗi khi thấy việc khác tu bố thí, họ đem thân mà hiệp lực giúp đỡ. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2020, thừa sự hướng dẫn của thầy và sự ủng hộ của quý Phật tử, bà con, cô bác, con xin đem mấy phần quà đi biếu đến các vị, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở quê con. Những phần quà này do cô Phật tử là cô Phượng, pháp danh Diệu Liên, và chú Bảy Thiện Căn, vợ chồng anh Lâm, pháp danh Thiện Chánh, và Diệu Yến, cô Hiền, pháp danh Viên Thiện, gieo duyên phần nhỏ lần đầu. Và như Thiện Thông được biết thì là bắt đầu từ đây, mỗi tháng quý Phật tử này đều bớt chút phần chi tiêu của mình để giúp những mảnh đời bất hạnh. Nghe thầy Thiện Tài báo như vậy, Thiện Thông rất vui được góp công sức đến trao tận tay. Là ngày rằm tháng tư nhuận này, gia đình cô Viên Thiện và anh Hoàng gửi về biếu 50 phần quà cho các cô bác anh chị khó khăn tật nguyền tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn, nơi ngày xưa gia đình sinh sống lúc còn ở quê nhà. Thầy có bảo Thiện Thông nếu có rảnh thì tham gia, nhưng vì công việc và đường xá xa xôi nên Thiện Thông không tham dự, chỉ xin góp phần tùy hỷ với việc thiện nguyện trên. Đây là công việc thiện nguyện lần cuối của tháng 5 năm 2020. Thiện Thông xin ghi lại hình ảnh những người mà Thiện Thông trao quà để quý vị cô bác cùng xem là liễu tri với Thiện Thông. Thưa quý vị và các bạn, thì đúng lý ra thì một số phần quà mình sẽ mang đến nhà bà con, nhưng mà cô Sáu thì cũng ở xa xôi quá, mà đường lộ bên sông thì sáng cạp nên làm lộ là số á, không chạy xe được. Rồi cho cô phần quà, cho cô phần quà của mấy cô bác hảo tâm, bông mì nữa. Đây cô sáu lấy cây coi, rồi cầm đi, cô cầm giùm đi. Đây, hết trần đó, với cái bao thờ, với thùng mì nữa, cầm hết về nhà. Sao cầm hết được không? Đi mạnh cái chị Tư đó. Rồi cái này bột đường, bột ngọt, chai nước tương, với 10 kg gạo, thùng mì, với một bao thơ. Rồi được rồi con, cảm ơn con. Đi mặn cho chị Tư nè. Chị Tư nào? Bà Tư Phạn á. Dạ. Đi mặn gì vậy? Mình cỏ hết nha, mình mày. Mình cỏ mướn về quý vị ơi. Bà ơi, người ta cầm hết. Cầm hết không? Là lấy cái bao bự cho cô. Cô sách. À mà. Cái
mần cổ mướn cho chị Tư nè. Dạ. Rồi lúc này ai mướn vậy mần đó hả? Ừ. Rồi chầm lá cho cô ba bác cắt nhà ở kế bên cô nữa. Ủa cô ba gì đó cắt nhà? Ừ. Dạ. Yeah. Cắt nhà. Cắt chưa? Chữ sáng cô chầm lá rồi. Ừ. Rồi thằng nhỏ có đi làm gì không? Cũng có lấy gai vậy đó, mần đâu. Ai mướn gì mần đó? Ừ. Rồi xuống mần về thứ tư là dưới giường dưới đây hả? Ừ, đúng hẹn nè. Ừ, giường dưới đây. Ừ. Rồi cô đi bộ về, đi về vậy đó hả? Ở đi về đây. Trời. Chủ rồng cũng dữ lắm vậy ha. Trời ơi. Thôi. Cái cây đâu rồi? Thôi không được. Cô đổi cái bao gạo này nè. Rồi bỏ đồ vô đây nè. Tại vì cái bao này nó nhỏ quá. Đổi sao? Hả? Đổi bao gạo bạn 10 kg hay gì? Cái này cũng 10 kg nè, mà cái bao này nó bự. Mình nè. Đây. Mà chị bảy chị kêu cầm gì được không? Hay là gửi ngày mai thím tư mới đi bản gì rồi gửi. Gửi. Không ấy cô gửi đi, con nhà con thì đóng cửa hoài à, cô gửi nhà ai. Ừ, rồi đáng giỏi gì đi. Con dạ. Sáng đi tới chiều tối gì mới gì à. Cô ba bác cất nhà cái cô á. À. Rồi cầm lá. Rồi bỏ túi ra thôi đi để cầm hồi cô quên cô buông được đó. Dạ. Rồi về ba. Cảm ơn cô nhiều nha, ăn tối nhiều nha. Có lúc này có gì bán không? Đi mà mướn ăn không này. Mà mướn ăn không hả? Rồi cô ba bác kêu cầm lá tiếp bà về. Dạ. 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 Rồi vô trọng gửi bớt đi nha. À, rồi mời mà thím tư bớt đi ghe gì đó kìa gửi gì. À, đây rồi. Đến nhà. Rồi, nhà cổ cũng mà đi lòng vòng xa xôi lắm, đi chạy xe không được. Bữa nay cô cũng hên á. Ừ. Cho cô trước đầu tiên luôn. Sủa. Rồi. Kính thưa quý vị bà con bây giờ. Trời mưa đường sình bùng lắm, mà mình gắng chạy vô nhà của chú hai này để trao một phần quà của quý vị nhà hảo tâm gửi nhờ thiện thông biếu tặng cho quý vị bà con nghèo. Thì mặc dù trời mưa mới vừa mưa dứt thì cũng gắng chạy vô tới đây. Đây gia đình chú hai. Cảm ơn chú. Có thím hai vợ chú là bệnh nằm ha. Rồi nằm. Đó bị tai biến hả chú? Rồi tai biến. Dạ. Đây phần quà đây phần chú quà. Nhận đi là một 10 kg gạo. Với, một thùng mì với, đường bột ngọt nước tương. Với một cái bao thơ. Bao thơ đây quý vị. Dạ. Rồi. Rồi. Đây. Quỳ ba luôn. Đây bả đây. Quỳ ba luôn. Bả bệnh. Cô dạ. Con muốn chết luôn. Dạ. Bệnh nằm chỗ vậy. Cô đây là ở ấp Cứ Mạnh thì tại vì hồi đó đi thu tiền điện nên quen gia đình này biết gần đây là cũng gia đình nghèo đó. Đây ra ngoài cũng 5-6 cây số hả chú? Có à, ừ đây ra nhà con 5-6 cây số à. Đi. Ờ mà trời mưa nữa mà biết gần gì mới nhiệt tình đem vô chứ thôi dễ gì cho ngoài rồi. Dễ gì không ơi, con cho ngoài rồi. Cái này trở vô tới nhà luôn. Rồi, tại vì thấy gia đình chú khó khăn hơn mấy gia đình khác. Rồi biết chế độ chú không? Còn. Tại chạy vô luôn chứ khỏi có con chú chạy xe đạp kìa. Hôm nay thím ăn uống đồ đỡ không? Ăn thì cũng được lắm con ơi, mà đã đau hoài nằm bệnh mới về nữa. Nằm bệnh viện ở đâu? Ở Phụng Hiệp. Vô Phụng Hiệp nằm được không hả? Rồi đi đứng có được không? Không con ơi. Ổng không có đi đâu được. Dạ, ổng ở nhà lo không? Ừ. Người ta mới gửi cho được hai cái áo và tay nè. Vậy hả? Ừ. Thím không có không có đồ đâu mới gửi cho. Vậy sao? Ừ. Cũng cần có quần áo ấy ha. Ừ. Đừng có gì ai có cho gì con ấy chứ đó giờ con không quan tâm vụ này không? Rồi. Con không có biết. Dạ. Cô cảm ơn nhiều lắm nha con. Dạ. Đó. Bà bệnh năm nay nữa mấy năm rồi hả lâu? 10 năm rồi con. 10 năm. 10 năm đúng 10 năm đó. Nghĩ coi như con ruột thì thôi con lo cho tao. Con ruột thôi. Buồn quá trời hai cái máy hư trơn hả? Cái máy hư trơn mẹ ơi. Cái máy gì? Cái máy gì là tụng kinh nữa. À. Có nào xin nhiều chú cái cảm ơn nha. Vậy hả? Rồi.
cái máy giảng nghe đây ha. Rồi giảng là tục kinh mà không biết sao bà, bà hồi bác cho, bà hồi bác không cho. Hư rồi ha. Hư đâu rồi ơi. Hư cô hư rồi, con cho. Rồi lúc trước có bác nghe, nghe đâu không? Có nghe được thời gian. Dạ. Rồi đó nữa có gì có cái tặng lại cái khác. Rồi bây giờ con mất đi là lên xã làm giấy. Rồi. Tạm biệt nha. Rồi kính chúc chú thím khỏe mạnh. Giờ có gì đâu, máy thì con có rồi, xin được cái máy đó thì con, chú khỏi, con khỏi cần con điện chú cũng tới nhà con đó. Con hỏi biết là tên có tên giả không? Có gì có đem vô cho. Có khỏi. Không được, không lấy không được. Bây giờ thằng Nam lấy tiền điện để biết rồi. Đó gì. Đây trao phần quà cho Hoàng Anh bị tật hai cái chân cái gì. À, thì cũng y vậy thôi, gạo với mì với đường bột ngọt đồ này nọ với bao thơ à, có rồi. Ngồi nằm đó rồi. Xin báo cáo quý vị hôm nay mình tới trao quà rồi xong. Đi đâu? Hả? Bà đi đâu? Dạ, tô hả? Rồi mình cho gửi mà nhà hảo tâm gửi biếu thím tư phần quà mà bà không có nhà rồi. Thím này bà ăn chay được không quý vị ơi? Cũng thùng mì với 10 cái gạo với đường bột ngọt nước tương đồ đây. Rồi có cái bao thơ nữa. Tính bà này bà thím tư này bà ăn chay không, bà ở con mình à. Đây nhà bà đây. Ở con mình rồi đi đâu mất tiêu rồi. Ừ. Cũng đi chùa dữ lắm. Đây, có bao thơ rồi chị này nhận giùm bà nha. Con gái. Dạ con gái ở kế bên. Chứ không có ở chung, bà ở riêng. Rồi, xin tạm biệt quý vị. Mình đi tới chỗ khác. Đây là thím tám. Thì tại vì hoàn cảnh là bên sông là lộ khó đi, sình bùng không xe chạy không được không? Xe chạy đâu được đâu. Ừ, nên gọi thím qua nhận phần quà của quý nhà hảo tâm, bà con cô bác gửi tặng. Rồi thím cứ lấy đi. Thùng mì. Gửi lại cho mừng em với ơi. Rồi, không có gì thím. 10 cái gạo thùng mì, rồi đường bột ngọt, nước tương. Chị là thím gửi lại mà cảm ơn phần mì nhà hảo tâm. Không có gì, rồi thêm một cái bao thơ nữa bà con ơi. À, thím này thì ông xã mất, giờ ở nhà mình phải không? Dạng nó đi tới chứ mùng năm rồi mới có gì về bữa. Dạ. Ông ổng mất mấy năm nay rồi bà con ơi, đã ở nhà con mình, bà cũng làm thuê làm mướn sinh sống. Nói gì còn gì à? Cứ ngày mở rau ấm ra thì vợ kêu á. Đi mặn đâu rồi? Chở con á. Vậy hả? Mặn giúp việc nhà người ta là. Chỗ bà Dũng Chi á. Chỗ bà Dũng Chi đó. Dạ. Đó. Nó đi cũng bư quà mặn mướn mặn thuê. Bư quà 4 giờ giúp đi rồi thì 4 giờ chiều gì à? 4 giờ sáng đi rồi. Đi rồi ông đi có gian mấy đứa công nhân mới dưới làm tiền lên. Trời. Đi. Ý, con này nó đi vòng vòng rồi. Đi sớm dữ vậy đó hả? Đi lậu ra mãi gần tiếng hồ rồi. 5 giờ nó đi lên đó mình có giam. Đi lộ bộ ra ngoài vàng. Ra ngoài đầu đường đó chứ đường này ra sao chạy được. Ừ. Tiếng hồ rồi. Còn mưa nắng thì còn đi được hay không? Mưa vô quần lộn dép đi đứng chết luôn miệng. Rồi. Đứng đau cũng chết luôn. Yeah. Vậy thì mà mang lên nhà hậu tâm. Rồi không có gì. Không có gì thím ơi. Rồi thím cầm về đi. Dạ. Ở bên sông này là lộ trời nội đi khó đi giật chết luôn vậy á. Ở có con mình ra ăn cũng ít. Ăn tháng cũng hết một cái gạo. Dạ. Rồi cái mư nữa. Thôi vậy thế gì ạ? Dạ.